Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về test một con ECU của dòng Hyundai. Cái con ECU này mình đang trong video này mình dùng là của Hyundai Santa Fe đời 2010. Thì cái con ECU này là một cái ECU rất là khó chịu hiện nay và rất là khó ha. Làm sao để kiểm tra nó hư? Thì với cái ECU của Hyundai mà đời cao á, các bạn lưu ý là đặc biệt là máy dầu á, nó có rất nhiều cơ cấu chấp hành. Ví dụ như là gì? Cái này là cái van nè, cái van này là điều khiển cái làm cho cái hòa trộn không khí tạo lốc xoáy của máy dầu ha, gọi là quick control. Còn cái này là cái van EG, cái van này là điều chỉnh cái này ha, cái cơ cấu chấp hành này ha. Để điều chỉnh cái gì? Để điều chỉnh cái người ta gọi là cái VGT á, để điều chỉnh cái cánh turbo ha, để cho nó nạp nhiều nạp ít. Thì với cái turbo mà dùng cái này á, các bạn sẽ thấy là nó sẽ không có cái van xả áp nữa, mà nó do con ECU nó điều khiển gì, nó điều khiển cái cơ cấu này cứ giống như cái motor ha, nó làm cái cần này gì quay nhanh, nó quay đẩy ra đẩy vào để gì, để nó điều chỉnh cái các cái cánh của turbo để nó gì làm cho cái turbo này nó quay nhanh quay chậm, để nó điều khiển cái áp vào cái động cơ ha. Đây là cái van gì, cái van này nó sẽ điều khiển cái trước cái xúc bắp nạp á, ở ngoài họng gió nó có một cái van để nó như cái van bấm ga ha, để nó điều chỉnh cái lốc xoáy động cơ ha. Thì trong cái video này á, mình sẽ làm sao để mình test được cái van này, để mình biết là cái ECU này có hư hay là cái van này hư hay là cái gì hư ha, để mình kiểm tra. Thì trong bài này á, đầu tiên mình sẽ gì, cái con ECU đây ha, cái van đây mình sẽ kết nối cái ECU này vào cái van ha. Cái van này sẽ nó là cái motor, thì nó sẽ có hai dây là M cộng M trừ ha, giống như cái bung ga thôi, còn ba dây còn lại là cảm biến một chân 5V. Đây là các bạn nhìn này, cái dây mình đấu ha, một chân là mát nè, một chân là 5V và một chân là signal ha, còn hai dây này là của cái motor ha, thấy motor đúng không, thấy motor ha. Thì quay tôi luôn ha. Thì khi cái motor này nó quay, cái dẫn động quay thì làm cho cái này ha, nó kéo cái gì, nó kéo cái như cái bướm gà vậy, nó giống như cái bướm ha, để nó làm cho cái bướm này nó thay đổi, để làm cho cái gió nó vào tạo lúc xoay, để tăng hiệu quả của quá trình cháy của cái dầu ha. Thì bây giờ làm sao để biết cái motor này có hơi không ha? Thì đầu tiên mình sẽ các bạn xem ha. Đầu tiên là các bạn dùng, mình dùng cái máy là FK, cái máy này là Maxxis ha, T818 nè. Mình vào list ha. Các bạn thấy hiện giờ là gì? Bây giờ mình gì? Các bạn thấy là gì? Cái 183 nè. Các bạn nhìn vào đây ha. Các bạn thấy là gì? Cái vị trí của van trả về là bao nhiêu ha? Hiện giờ mình sẽ quay cái van này nè. Mình sẽ quay cái van, các bạn thấy mình quay van ha, bạn thấy bao nhiêu, bạn thấy nó vẫn lên không, khi mình quay là gì, cái tín hiệu của cái điện áp trả về ha, cái vị trí cảm biến vị trí trả về ha, nó thay đổi nhưng mà nó vẫn báo là nhiêu, nó vẫn báo là không ha. Mình quay nhanh lên nè, không lên đâu, dù mình quay nhưng mà nó vẫn không lên ha. Để mình thả xuống mình cho nó vậy. Đây, mình sẽ quay, mình quay cái van này ha. Đây, mình quay nha, mình sẽ quay cái van này. Không thấy được. Đây, mình sẽ quay cái van này cái bên ha, mình quay nè. Các bạn thấy là đây là cái 1083 ha. Đây, mình quay mãi nó gì? Nó lên gì? Nó lên rất là cao ha, nó mới báo là nhiêu? Là 55 trăm ha, nghĩa là cái van nó sẽ 15% ha. Nhưng mà các bạn lưu ý là gì, cái van này khi mình quay nó như cái bấm ga cái gì thì cái phần trăm nó sẽ tăng lên dần dần ha, tới 100%. Nhưng mà vì lý do gì, vì lý do là nó không có gì, nó không có cái điều khiển,
cái như là cái ơi xu nó cái phần đọc cái cảm biến này nó bị hư rồi. Nên các bạn thấy là cái phần này nó không lên ha. Rồi mình sẽ rồi tiếp theo là mình sẽ gì, bây giờ mình muốn biết là cái ơi xu này có điều khiển được không á, mình sẽ làm gì? Bạn nhìn đây, đây mình sẽ giả lập cái xung này vào ha bạn này, mình sẽ giả lập cái xung trục hiệu vào, thì có cái xung trục hiệu vào á thì cái xung này nó sẽ chạy và nó sẽ khiển cái van bấm ga này ha bạn nhìn này ha. Đây giờ mình sẽ chọn là gì, 58 xung mà đây, bây giờ mình sẽ gì enter ha. Đây mình sẽ enter và thấy van nó chạy, các bạn nhìn cái van nó chạy nha. Nhìn cái van nó chạy nha các bạn, enter ha. Nó chạy liên tục không? Nó chạy liên tục ha. Vì các bạn lưu ý là gì? Cái cảm biến á, từ cái này nè, nó chạy về cái ISO ha. ISO nó gì, nó đọc không đúng thì sao? Nó cứ điều khiển vậy và một lúc nó sẽ phát hiện ra cái van này vấn đề. Và nó ngắt lại, khi nó ngắt lại thì gì nó sẽ không cho gió vào thì động cơ sẽ đạp ga âm lên ha. Theo mình sẽ làm lại nha. Đây, bây giờ mình chỉ cần xóa lỗi ha, xóa lỗi sẽ chạy lại nè, xóa lỗi ha, nó chạy không, à, nó chạy ha, các bạn thấy không, chạy tiên sẽ ngắt ha. Thì vấn đề là gì, cái việc mà sẽ giả lập cái xung này vào á, xung trục hiệu vào nó rất quan trọng nha. Hầu hết các ISO mình giả lập cái xung vào là mình đã test được cái xung này là 90% rồi ha, và các cảm biến liên quan. Để mình chờ ắc ngắt thì test nó sao ha. Rồi tôi test nè, đây van này ha, test cái này ha, ta nè không chạy ha, các bạn thấy không chạy không? Vì lý do gì các bạn thấy là muốn gì, muốn mà ắc tiêu tôi test thằng này á thì đồng kia đồng cái này các bạn thấy điều kiện là gì, cái động cơ phải chạy thì mình phải giả lập cảm biến trục gì trục cơ vào ha, buộc phải làm vậy. Sau đó mình chạy nhấn cái nút start top ha, để nó gửi lệnh xuống nó điều khiển van này ha. Và các bạn thấy là hiện giờ nó báo lỗi cái van này nên là gì, nó không chạy ha. Bây giờ tiếp theo á, mình chạy gì, thay một cái con này xuống ngon vào ha. Đây bây giờ mình sẽ thay một con này xuống ngon vào cho các bạn xem ha. Đây là số hương nha các bạn, nên mình thay con xuống ngon vào. Mình sẽ thay cái xung ngon vào ha. Đây, thay cái xung ngon vào chưa. Thay cái xung ngon ha. Con này là con gì? Con này là con có vấn đề rồi ha. Mình thấy không? Thay cái xung ngon vào ha. Mình sẽ để các bạn xem ha. Đây. Đặt bình nguồn lên ha. Bây giờ mình sẽ giả lập xung vào trước nè. Xung mà. Năm 58 xong nha, Honda là 58 xong ha. Rồi, enter ha. Thì các bạn, rồi, thì mình đau lộn dây rồi. Đau lộn dây ha. Rồi mình làm lại nha. Tám cho các bạn, 8 ha. Thấy một cái van nó chạy đi ha. Đây. Bạn nhìn cái van này. Các bạn thấy van nó chạy không? Đây này, van nó chạy đây. Để các bạn xem mà đây. Đây, bây giờ mình tắt xung đi nha, tắt xung mà quay lại ha, bây giờ bật xung lên nè, nhưng mình sẽ giả lập xung mà mình
mình này chờ tí mình này chọn súng ha, chọn 58 súng ha. Đấy. Enter ha. Chạy không có nó chạy liền ha. Nó chạy ha. Thì là gì? Khi mình giờ lập súng vào á, cái con súng này nó sẽ chạy ha. Và bây giờ á, mình muốn test nó nữa ha, mình sẽ làm gì? Đầu tiên mình vào Twitter test nè, bạn nhìn đây. À, tôi tôi test ha. Đây. Switch ha, variable switch control valve ha. Mình sẽ chỉnh là 95% nè. Đây. Em ta đó ha. Tắt ha, thấy tắt đâu. 95% ha, đây mở ra. Ta nè, cần top nè. Đây ha, ta nè. Top ha. Có thấy chạy không? Điều kiện là phải gì có sông mà bây giờ mình tắt sông đi nha. Phòng tôi đi các bạn thấy, giờ mình sẽ ta top ha. Không chạy không? Không chạy ha. Điều kiện là mình phải để sông vào. Nên là cái máy giả lập á, nó sẽ giúp cho bạn là test những cái cơ cấu chấp hành của cái các cái ISO rất là nhanh. Vì nó sẽ tạo ra các tín hiệu cảm biến và ISO để đưa vào ha. Dù mình không cần cái động cơ. Và nếu cái động cơ này nó có lỗi á, về các cảm biến á, thì mình chỉ cần hiểu chỉnh gì cảm biến từ ISO ra nó cũng đúng ha. À, chạy ha. Đây, ta top ha. Ta nè, top ha. Ta top nha. Cái van này các bạn thấy là gì? Nó rất là gì? Dễ test ha. Tiếp theo vào clip data nè các bạn thấy nè, thì khi mình giả lập cảm biến các bạn thấy là gì, vòng tua nó lên chưa, bây giờ là 258 vòng ha. Và đây cái con này đây các bạn, SV ha, cái hàm số quan tâm các bạn, đây giờ mình sẽ thay đổi vòng tua ha. Theo được tua đúng không? À. Thì các bạn thấy là gì? Với cái máy giả lập á, mình nó sẽ giúp cho mình làm việc gì? Nó sẽ để test các cái con cảm biến này, các cái chấp hành khi mình giả lập xong vào để test cái chấp hành nó rất là nhanh ha. Đấy, quay ngắt ha, nó quay lên nó cứ ngắt luôn nè, nó không xoay được nha. Khi cái ơi xuống là điều khiển cái van này nó quay cứ ngắt này, tiếng kêu không? Nó rất là cứng ha, cứng cực kỳ luôn. Khi mà tắt xong đi nè, tắt xong đi ha. À, nó sẽ quay lại ha. Thì các bạn thấy là gì? Thật sự ra cái máy giả lập á, nó sẽ giúp mình được rất rất nhiều việc. Và kể cả mình chẩn đoán ngoài xe cũng như là chẩn đoán hộp ha. Nó sẽ tiết kiệm thời gian và mọi thứ ha. Quan trọng là mình sẽ hiểu hệ thống và mình sẽ biết sử dụng cái máy này để nó phục vụ cái công việc của mình trong quá trình mình làm ban trên xe thôi. Mình sẽ dọc xuống lại nha. À, quay ha. Các bạn thấy là gì? Nó rất là hay ha. Tắt xong mà. À, quay lại thấy không? Thì quay lại nó sẽ báo là 100% ha. Thông thường với van này khi mà tốc độ cầm chừng á, nó sẽ mở lại nhiều. Tầm là 60% ha. Đó. Thì mình đã làm cái video và so sánh cho các bạn là gì? Hai con ISO, một con ISO ngon và một con ISO hư đúng không? Thật sự cái video này khá tốn tiền nha. Kiếm con ISO về ISO hư đây ISO khách hàng ha, đây là con ISO ngon của bên mình ha, chuẩn bị thay nè. Thì các bạn thấy là gì, kiếm con ISO ngon về để làm video nó khá tốn tiền ha. Thì qua video á, mình đợi cho các bạn xem là gì. Đầu tiên là cái cơ cấu chấp hành của cái Hyundai ha, cái con này là một cái con hay hư ha, mà hiện giờ á, thường thường cái con này sẽ hư, nhưng mà trong trường hợp của mình á là cái ISO hư đúng không, thì mình đã có một cái ISO hư và ISO ngon để mình các bạn xem là gì, cái quá trình để mình kiểm tra một cái chức năng của con ISO ha. Nếu cái gì các bạn có xe á thì các bạn làm ngoài xe, còn các bạn không có xe thì các bạn gì dùng cái máy giả lập ha. Thì thật sự ra cái máy giả lập nó giúp mình là gì, mình không cần cho cái xe nó chạy, mình không cần động cơ luôn, mình cần con ISO ha. Rồi nếu mà ISO nằm trên xe thì mình giả lập tín hiệu vào trên xe, cầm cái trên xe luôn, thay cầm cái trên xe luôn thì mình gì test cái xe đó nó rất là nhanh. Sắp tới mình sẽ làm cho các bạn về các video về các cái cơ cấu này ha. Đây là gì? Cái van VGT của Hyundai ha. Đây. Đây là các video sắp tới ha. Thì các bạn chú ý là đón xem các video kế tiếp ha. Thì mình sẽ nói các bạn là cách test cái van này hoạt động nó sẽ như thế nào. Và cái thứ hai là gì? Làm sao để kiểm tra nó ha. Kiểm tra nó hư hay là ISO hư. Thì nó sẽ giúp cho các bạn là trong quá trình mình làm thực tế á,
mình sẽ hiểu nó và mình làm rất là nhanh. Thì qua video này á, các bạn có thắc mắc thì có thể là nhắn tin về bên mình, bên mình sẽ giải đáp cho các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Và hẹn các bạn ở các cái video kế tiếp.